Ông biết khỏi bên tôi khẩn trương. Triệu trùng gì cả, cột xu không có luôn. Thôi đi về, thôi đi về. Cô cũng đi mà về. Thôi đi về, tôi về. Đây là sao không ai, không mình làm nó đi về. Nếu muốn đã im chuyện này nhá, thằng này phải đưa đây 30 triệu. Ai làm gì mà ông đòi tiền người ta 30 triệu? Này này, ông bảo ai làm em bảo gà đồng ấy. Tôi nói cho ông biết nhá. Đây đây này. Cắm đau quá, đây này, đây này. Có tí cái này, có tí đầu nó buốt lắm. Đấy đấy. Bóp của em ra cái. Bóp mạnh nó lên được, đấy. Đau quá cơ. Này, hai đứa mày làm gì đấy? Hả? Đây. Hai đứa mày làm gì đây? Thanh ra đây làm gì? Làm cái gì? Không ra đây mà biết bắt được chúng mày như thế này à? Hả? Cố làm gì như thế? Hả? Bắt gì đây, gai số hổ nó đang chọc vào tay, đang anh đang lấy hổ. Hổ, hổ cái gì? Đừng một trái một gái ra đứng giữa đâu này, tay cầm tay như này mà cứ như là xấu hổ à? Cầm đây, gai à? Ông nói nó vớ vẩn vừa phải thôi. Ông nhìn xem à, vợ ông tay vẫn chảy máu kìa. Còn cái mặt mày nhá, hôm trước tao nói ấy, đi làm bảo vợ tao về muộn ấy, thì mày bảo là cái như đi muộn về muộn, cô ấy từ muốn ở lại để làm, có trách nhiệm, ai thèm mày vừa mày, vừa mày vừa hôi vừa xấu. Hôm nay mà cứ như vừa hôi vừa xấu mà tay cầm tay lên như thế này đấy à? Hả? Tay đâu, em đang nhổ cỏ nó bị gai xấu hổ nó cắm vào này. Ê, em nào có kêu đau thì anh ấy đang lấy hộ em mà. Đây này, anh xem còn chảy máu tay đây này. Ờ, gai xấu hổ đâm đấy. Hôm nay thì đâm ở tay, mai thì đâm ở sau lưng này kia, đâm ở trước ngực nhờ. Ông nói linh tinh nó vừa rồi. Ông nói không biết xấu hổ mới thấy dân làng à? Dân làng, cái mặt mày mới là cái mặt xấu hổ á. Đi cầm tay vừa người khác rửa cái như vườn đào này, mặt mày mới là mặt xấu hổ ấy. Chứ không phải là tao xấu hổ nhá. Có cái gì đâu mà anh cứ làm lớn chuyện lên thế nhở? Tôi giúp vợ ông mà cũng bảo là xấu hổ cái gì? Anh ấy đang cắt cây ở đây thì em kêu đau thì anh bảo để xem thế nào rồi anh nhờ anh bóc hộ ra có gì đâu. Ờ, cố thì đầy đủ lý do lắm, không thiếu một cái lý do nào đâu. Sáng đang trời mưa thì bảo là ở nhà đi không, em vào đi làm cho kịp thời vụ cho anh ấy, cho kịp mua. Trời đất mềm, mưa đất mềm gì nhổ cỏ. Thế bây giờ vào nhổ cỏ như thế này đấy, vào giữa cái vườn đào đây, giữa cái đồng không mông quạnh như này không có ai cả, cái như tay cầm tay như thế này là dễ lắm nhờ. Thế bây em cũng đang làm mà có phải làm chơi đâu. Ờ, làm đấy, tay cầm tay thế này là làm đấy nhờ. Khổ quá, đã bảo đây này, nhìn cây gai xấu hổ nó vừa nhổ cái này, sáng nay còn đi vội không mà mua thêm găng tay, đeo có một đôi này, nó chọc vào tay này. Làm cái gì đâu mà cứ ghen bóng ghen gió là nào. Ghen gì, sáng hôm nay mà tôi không ra đây, không thì theo cô ra đây, thì tôi bắt được cảnh này chắc nhờ. Thế ai làm gì mà bắt được? Muộn. Có muốn một hôm qua đi về đi muộn thì về muộn thôi. Còn ngày nào chẳng đi vào làm về đúng giờ mà cứ về ra để chửi đấy nào. Ừ, đi về muộn, muộn là lý do này. Chắc là gai đâm vào tay nhiều quá nên là nhờ ông chủ ra cầm cái tay này để nhổ gai nên là về muộn đúng không? Thời gian cô vất vả quá nhờ. Thôi anh đi về nhà đi, không phải ra đây mà lý sự đâu để mà thành mẹ đâu. Bây giờ không đến lượt cô ra mồm với tôi nhá. Thế ai làm gì mà bảo ra mồm? Tôi nói ông làm cái gì làm, nhưng mà ông nói vợ con ông. Tôi nói thật sự là tôi là người chồng như ông tôi cũng sẽ xấu hổ. Nhất là ông nói bản thân mình được, vợ phải đi làm kiếm tiền rồi. Đây là tình huống là cô dính gai đấy, không phải là cái gì mà xấu hổ cả mà ông nói thế. Vừa ảnh hưởng cô đấy, vừa ảnh hưởng người khác đấy nhá. Nói không như thế. Ảnh hưởng cái gì cái mặt mày á? Cái mặt mày là cái mồm là cái nhất là trớ trẻ lắm. Ủa nhà thì giờ đó không lo làm nữa vợ rồi. Tôi không bắt cô ấy phải làm đến giờ này, tại cô ấy cái như tinh thần trách nhiệm cao cô ấy phải làm. Hôm nay thì cái như là một trai một gái ra đứng giữa cái vườn đào này, tay cầm tay nhổ gai. Chắc là hồi nãy bây giờ anh nhổ bằng tay, chắc là anh nhổ bằng mồm nhá nhờ. Thì anh đi làm việc của anh ấy bây giờ có phải là anh ấy làm cái gì đâu chuyện với em đâu mà thế nọ thế kia đấy. Thì tốt nhất đấy, ông hãy đi kiếm tiền đi để cho vợ ông ở nhà đỡ phải lo. Này, mày đừng hở mồm mày câu là tiền tiền nhá. Không phải mày có tiền mà thích làm gì thì mày làm nhá. Không phải là mày có tiền mày trả vợ tao như thế nào cả nhá. Ông đi làm thì cứ thân nhận ông đã nhá. Còn đâu ấy, đừng sống kiểu rình mò cái toàn nghi ngờ vớ vẩn kiểu đấy. Không hay ho gì đâu. Vớ vẩn à? Tao rình mò mà vớ vẩn à? Tay mày đang cầm tay vừa táo nó như thế này thì mới bảo là vớ vẩn à? Thế nào là vớ vẩn mà thế nào là không vớ vẩn? Tôi giúp cô đấy dính gai. Thôi tự nhiên anh đi về đi. Tôi nói ông thế. Tôi không phải là đi về nhà lo cơm nước đó em đi. Ờ. Tôi về nhá. Tôi về để cho hai đứa đấy cho hú hí nhá. Với nhau nhá, toàn tán với nhau ở đây nhá. Ai làm gì mà cầm tiền? Nếu mà anh là thằng đàn ông mà lo được cho vợ cho con thì không phải vợ anh không phải nai lưng mà đi làm thuê thế này. Rồi, cô cứ đi với nó lo cho cô nhá. Không ba bữa nửa tháng nó đạp cô ra ngoài ruộng ấy, tôi bé. Tôi nói cho anh biết nha, nếu mà tôi có cái ý định với người đàn ông khác ấy, tôi nói thật với anh ấy, tôi đi làm những cái việc ăn trắng mặc trơn thôi chứ không phải đi làm cái nghề nhổ cỏ nai lưng để làm cái vất vả này đâu. Này, bỏ cái suy nghĩ đi, ghen tung vừa phải thôi. Chỉ có cô mới làm cái gì, chỉ có con người cô mới biết được nhá.
Chỉ có mình tôi mới chịu đựng được ông ấy. Vừa gia trưởng ấy, vừa lười biếng, vừa kiệt sĩ, vừa nát rượu. Cô ra làm đây đi, nó cho tiền cô này, sướng nhờ, thích này. Bá đồng tiền đấy đừng để nó làm mờ mắt cô ạ. Tôi nói cho cô biết như thế nhá. Một người vừa ấy, không phải là chỉ là ra ngoài đây đi đưa tay người ta cầm xong người ta trứ buổi người ta về cho vài ba đồng như thế là tốt đâu cô ạ. Đấy là tự anh suy nghĩ như thế thôi nhá. Anh ghen bóng ghen gió thôi nhá. Tôi làm bằng mồ hôi nước mắt của tôi nhá. Tôi không bao giờ cảm thấy xấu hổ cả. Mà anh hãy thử suy nghĩ lại bản thân anh ấy. Suốt ngày nát rượu mới là xấu hổ. Tao nát rượu, tao đồng tiền, tao đang kiếm đồng tiền chân chính. Anh kiếm gì ra tiền hả? Tiền tôi đi, anh tiền mà để cho anh uống rượu hàng ngày cũng phải tôi đi nay lưng tôi đi làm thuê. Tiền nào mà anh kiếm ra được? Còn cái đồng tiền bẩn thỉu cô nhá, cô đưa về nhà tôi đập vào mặt cô luôn. Tôi nói cho cô biết, nghèo thì nghèo, đói thì đói. Nhưng mà đói nghèo thế nào cho nó sạch, cho nó thơm nhá. Biết rồi, nhưng câu đấy tại sao không nghĩ suy nghĩ lại cái bản thân mình ấy? Đóng cửa trong nhà mà nghĩ xem là ở nhà ăn bám vợ như nào? Đừng có ra mồm. Đà cái những vớ vẩn để mà ra mồm tôi tát. Tôi không bao giờ làm cái gì sai mà tôi phải nói là tôi ra mồm cả nhá. Tôi có quyền được nói nhá. Tôi chịu đựng anh mười mấy năm nay rồi nhá, cũng phải không đâu. Tôi nhẫn nhịn anh là vì cái gia đình này, vì cái đứa con. Chứ không phải là để anh muốn chửi gì chửi đâu. Thôi, tốt nhất từ ngày mai cô không phải nhẫn nhịn nữa. Cô mang quần áo, cô khoanh đi hết ra khỏi nhà tôi đi nhá. Cô đừng hửa cái giọng này cho là chịu nhìn nhá. Đấy, bây giờ có thằng này đây này. Nó ra để nó lo cho cô này, nó cho cô tiền này. Đấy, nó gọi cô ra đây Vân Đào, nó cho cô tiền này này. Nhà nào là của nhà anh hả? Cái nhà làm nên là tôi nuôi anh lưng tôi làm nhá. Tôi chăn nuôi tôi làm nhá. Tôi nói thế với anh biết nhá. Tôi làm được đồng nào tôi cong góp vào tôi xây cái nhà này nhá. Anh cong góp được cái gì hả? Suốt ngày anh bê bết rượu chè anh làm được cái gì? Một mình cô làm hết đấy. Trong nhà một mình cô làm hết đấy nhờ. Thế cho nên là anh không có quyền đuổi tôi, hiểu chưa nhá? Nếu mà không thích thì chia đôi nhà ra chứ đừng có kiểu về như thế. Ra đây này, thằng này này, nó cho cô tiền này, nó cho cô tiền ra đây Vân Đào này, nó để cho nó cầm tay, nó cho cô tiền, không phải làm cỏ đâu. Làm cỏ đừng đánh bóng như thế nó không tốt đâu. Tôi tin là anh đừng có được xúc phạm người khác thế. Nếu là ông ra khỏi vườn nhà tôi, đừng có lại nhải nữa nhá. Còn chuyện gì tao còn chưa nói mày xong đâu. Tao đang đây này, tao nói vừa tao nhá. Mày đi chưa đến được tao nói nhá. Mày cầm tay vừa tao như thế nhá. Tao còn chưa nói đến cái việc đấy nhá. Hay là tôi phải đến nhà ông xin phép để tôi cầm tay vợ ông? Mày xin phép cầm tay à? Dạ tôi vả mày vào mặt luôn đấy. Mày đừng đụt chân đến tao nhá. Vợ ông dính gai, tôi hộ thôi. Tôi cũng không ham hố gì đâu nhá. Ham cái gì? Hôm trước nói thì tôi bảo là tao không, mày đừng nghĩ linh tinh, tao không thèm gì đến vợ mày. Bây giờ đấy, vừa mày hôi đấy, vừa mày thối đấy. Bây giờ đấy, hôi thối đến mức độ mà mày cầm tay lên, chắc là lên mùi ngửi chứ, nhờ. Ngửi mùi thối đấy, nhờ. Ai cũng ấu trĩ như anh đâu. Tôi biết tính ông ghen tôi như thế, tôi không bao giờ thèm thuê vợ ông luôn. Để cho đỡ ảnh hưởng tôi nhá. Đói ông, tôi thuê người khác cho nó lành. Mày... Ông bỏ ngay tính ghen tôi ngớ vẩn đi. Mày đừng hưởng được cho nó, hôm trước thì mày nói như thế, hôm nay mày lại là nói theo kiểu khác. Vừa ra đấy, sáng nay tao bảo ở nhà. Không, em đi làm đây. Em đi làm cho anh ấy. Vào như thế này, tao nói thật mày, tao chưa để ý cái chuyện này đâu. Tao cho tất cả bao nhiêu người biết luôn. Nói mày biết. Anh đừng làm ảnh hưởng đến người khác như thế. Anh phải nghĩ bản thân mình cô đi. Cô sợ xấu mặt đấy chứ. Cô sợ xấu mặt nên bây giờ cô mới bảo là anh đừng làm thế chứ. Chính vì tôi không làm gì sai nên tôi mới sợ xấu hổ thật. Bởi vì xấu hổ là do có một thằng ông như anh đi bêu xấu vợ mình. Còn nếu mà tôi làm thế tôi công khai không phải để ai người ta phải ấy cả. Người ta muốn nói gì thì nói. Nếu mà tôi mà có cái tính đấy. Có thằng như thế này mà tốt đi. Còn trong cô này là xấu lắm đấy, đúng không? Thế ông thử nghĩ lại bản thân ông đi xem nào, ông đã tốt được với vợ con chưa? Trong cô nó xấu lắm rồi đấy. Tôi nói ông này, tôi mà hẹn hò với vợ ông ấy thì không phải ở đây cho nó bẩn thỉu. Tôi nói ông như thế. Thế nên là ông bỏ cái ý nghĩ trong đầu nó ấu trĩ đi. Còn đâu ấy thì cô làm hối nước mắt cô ấy thật. Đây chẳng qua cô sinh gai đây, thôi hộ thôi. Còn đâu ông nghĩ thế nào thì ông nghĩ. Còn tôi chẳng quan tâm việc ông nói đâu. Nên là ông suy nghĩ lại cái việc của mình đi. Đừng có mà làm thế cho vợ chồng nó lại banh bét ra, không hay ho gì đâu. Là người chồng ấy phải mẫu mực một tí, phải nhìn cái việc mình làm ấy. Tôi mệt người với ông. Mày đừng dạy đời người khác nhá. Tôi không dạy đời, nhưng ông sơ lại gáy ông xem là ông sống như thế được chưa. Rồi, đi cái như là đi tòng tán về vợ người khác thì là được, đúng không? Còn cái thằng cái thế như là tòng tán đường vợ ông bảo tôi thế nào là không được, đúng không? À, thế nào là tòng tán? Thì tay cầm tay cái như thế là đủ chưa? Tay cầm tay là cô dính gai tôi hộ thôi nhá. Nếu mà tòng tán ấy phải gặp ở nhà nghỉ hay ở đâu đấy mới là tòng tán. Ông đừng có linh tinh. Tao nói mày biết chứ. Vợ tao không dám đấm đầu vào nhà nghỉ nhá. Đi như thế sợ tao phát hiện ra nhá, lợi dụng đi làm ấy này, vào chuyện này này, cứ nghi ngờ là bảo đi làm ấy này, tao không để ý này, không biết này, chúng mày mới có cơ hội đến với nhau nhá. Em chịu đựng anh thế là quá đủ rồi đấy. Ông là cái thằng nhòm nhem, chắc ông có tính tật đấy thì ông mới nghĩ gì khác thế. Tôi nói ông thế đấy. Ở nhà vô công rồi nghề chả có việc gì, uống ba chén rượu bắt đầu là về ra thế đấy. Nghĩ linh tinh. Có giỏi đi làm thay tôi đi để tôi ở nhà đỡ phải ghen tuông. Tôi không phải bắt cô phải đi làm, không mượn cô đi làm, mà cô đi làm việc gì lại làm đàng hoàng. Chứ không phải là cái đi làm mà đưa tay cho người ta cầm xong cuối buổi người ta đưa tiền cho cô để cô mang về nhá. Thế tôi hỏi ông nha, tôi không đi làm mà cái gì mà đổ ở mồm hả? Là cái gì mà nuôi có cái gia đình này đấy nhá, chứ không phải là
mà làm cái gì thì làm, chứ không phải đưa đến cái đưa tay người ta cầm xong để mà lấy tiền về nhá. Ông xem lại cái bản thân ông ấy, lấy vợ về lo cho vợ con cái gì chưa? Mặt đã cố giảm rồi. Còn cái à? Bạn mày chịu đứng bênh vực với nhau đúng không? Ông đừng có mà cậy là chồng đánh ra vợ mồm nhá. Ra mồm gì? Bạo lực nhá, không thế là không hay đâu. Ông nhìn thấy tôi là tao đang dạy với tao. Tôi đang dạy mèo mả cá đồng như mày đừng nói nhá. Đừng lên tiếng ở đây nhá. Biệt vườn vườn mày đấy. Nhưng mà đây là vừa tao. Này này, ông bảo ai là mèo mả cá đồng ấy? Tôi nói cho ông biết nhá. Ông là con người phải biết trước biết sau, và người lớn này, không phải ra đây mà để làm dựng chuyện trẻ con đấy đâu. Ai làm gì mà ông bảo mèo cá đồng? Tôi giúp cô ấy thôi chứ làm gì mà cô ông ra nghĩ xấu với tôi là thế nào. Ông đừng có lợi dụng mà làm những cái trò vớ vẩn đây nhá. Nói xấu tôi là không được đâu. Tôi nói ông biết này, ông làm lên ấy không hay ho gì đâu, mà ảnh hưởng đến nhất là vợ ông, hay ảnh hưởng đến mặt ông ấy, xong ảnh hưởng đến tôi này, dự án ông đừng làm thế, không hay ho gì đâu. Mày muốn tao đừng làm to chuyện đấy đúng không? Xấu hổ mặt ai? Tao cho xấu hổ cái mặt của mày trước nhá. Mà cần mày đừng bảo là cái nhân làm mày chờ tao làm to chuyện lên để mày xấu hổ cái gì. Muốn tao im mồm cái gì? Không đơn giản đâu. Muốn để tao im mồm được ấy, tốt nhất mày đưa tao 30 triệu nhá. Anh làm thì cái trò tao đấy. Mới im mồm cho mày. Còn không cái chuyện này á, tao phải tung hô lên cho khắp thiên hạ biết luôn. Anh bị rồ à? Rồ cái gì? Hóa ra là ông chẳng qua ra đây ông chỉ rình mò là lấy cớ để bắt vạ tôi ấy gì. Vạ gì? Tao không bắt sai à? Tôi nói ông này, tôi chả làm gì sai, tôi chả sợ. Thứ hai nữa ấy, những cái trò vặt vãnh như thế không có mặt ở tôi đâu. Nên là ấy, ông bỏ cái suy nghĩ đầu trĩ đi. Không có tiền mua rượu ấy bảo tôi cho, chứ không phải nghĩ ba cái trò đấy mà dựng chuyện đấy để làm xấu mặt vợ ông, xấu nét mặt ông nữa ấy. Tao dừng cái gì? Tao dừng chuyện gì? Mày cầm cái tay vợ tao như thế, mày tao dừng chuyện cái gì hả? Thôi ông đi về đi. Nhá, ông đừng đứng đây làm xấu hổ đấy. Nếu muốn đã im chuyện này nhá. Thằng này phải đưa đây 30 triệu. Ai làm gì mà ông đòi tiền người ta 30 triệu? Ông bị thần kinh à? Còn không à? Đấy đi tung hô khắp cả thiên hà, làng trên xóm dưới biết hết, nghe chưa? Ông làm thế thì là tôi hỏi ông nhá, ông muốn cái mồm của ông nhịn mồm à? Hả? Muốn rượu, ông muốn nhịn rượu à? Hả? Ông làm to chuyện lên, ai người ta thuê tôi nữa, lấy cái gì mà đổ mồm cho ông? Thuê thì đi làm không thiếu gì việc nhá. Không làm thằng này làm thằng khác, không làm công việc này làm công việc khác. Không phải vào đây vườn đào này làm để cho nó cầm tay, để cho nó ôm ấp xong này là cầm tiền về nhá. Ôm ấp ở đâu? Ông đừng ăn nói càn nhá. Nói cẩn thận nhá. Tôi nói ông này, ông thiếu tiền mua rượu ấy, bảo tôi được cho, chứ không phải làm cái trò ấy đâu. Tao không thèm xin của mày. Nhưng đừng có xử sự như thế, thiếu văn hóa. Mày mò kiểu đi hoa ra để bắt vạ á. Ông cũng có cái trò ấy cả. Cho chúng mày á, để chúng mày đẹp mắt được ấy, đưa tao 30 triệu thì tao sẽ im lặng cái chuyện này, còn không á, tao sẽ tung hô hết. Nói chứ mày biết như thế. Thôi ông đừng rổ nữa, ông đi về đi. Đi về cho tôi đỡ xấu hổ. Bấy giờ ấy, chẳng qua tôi nể đây là chồng cô nhá. Còn không ấy, tôi đuổi ông ra từ vừa nãy rồi. Tôi nhất giờ ông biến cho tôi nhá. Tôi không thèm chứa chấp loại như ông đứng ở vườn này đâu. Tôi bẩn vườn tôi ra. Tao nói mày biết, mày cứ đuổi tao không được. Mày đuổi trong vườn, tao đuổi trong vườn, mày đuổi tao đi. Nhưng mà con mặt vừa này này, cũng phải đi về. Nếu ở đây tôi tát lách mặt luôn nhá. Còn mày muốn yên cái chuyện hôm nay ấy, thì tốt nhất đưa 30 triệu cho tao. Ông biến ra khỏi vườn tôi, khẩn trương. Triệu chủng gì cả, khuột xu không có luôn. Thôi đi về, thôi đi về. Cô cũng đi mà về. Thôi đi về, tôi về. Này là sao không ai, không được mình làm nó, đi về. Giờ ba cái trò này, giờ xấu hổ rồi ạ. Cô cũng đi mà về, không phải đứng đây mà ôm về nói nha. Đi về, không làm nữa. Quá là nhục nhã với chồng con rồi. Con mày á, nó nói mày biến này. Không có 30 triệu á. Trong mỗi ngày mai tất cả thiên hạ đều biến hết. Biến luôn đi.